Bây giờ là 7:15 tối. Vợ chồng chúng tôi vừa mới đi thăm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Và khi mà đi ra, vừa mới bước lên xe taxi, chồng tôi vừa bước lên xe taxi thì một tên bịt mặt cầm vũ khí, một cái gậy khá dài, đập chồng tôi. Nhưng mà rất may là anh vào xe và đóng cửa xe lại. Thì khi tôi chạy ra thì hắn được một tên khác đi xe gắn máy chở đi mất. Và hiện nay là chúng tôi đang trên đường đi taxi từ nhà của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trở về nhà tôi, có mấy cây số nữa. Và không biết là trên đường đi thì chúng tôi sẽ gặp chuyện gì. Chúng tôi từ Sài Gòn về Hải Phòng, sau khi mà lo tang lễ cho cha chồng tôi ở Sài Gòn xong thì chúng tôi lập tức về Hải Phòng để lo dỗ 3 năm đoạn tang cho mẹ tôi. Và hôm nay thì mới có thời gian tranh thủ đi thăm chú Nghĩa thì xảy ra cái sự việc vừa rồi. Hiện nay thì chúng tôi cùng chồng tôi đây đang ngồi trên taxi. Và chắc là mọi người đều biết Côn Đồ cũng như là công an mật vụ Hải Phòng tiếng tăm như thế nào. Không biết là họ sẽ giở những cái trò gì khi mà chúng tôi đang trên đường như thế. Khoảng 30 phút nữa, nếu như mà tôi không viết một cái status nào trên Facebook thì có nghĩa là chúng tôi sẽ xảy ra chuyện. Chúng tôi rất mong là nhận được sự quan tâm của bạn bè, của những người mà vẫn đồng hành và có cảm tình với vợ chồng chúng tôi, cũng như là những công việc, những cái hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tự do ở Việt Nam. Quang cảnh của Hải Phòng. Tôi là những người công giáo và chúng tôi luôn luôn tin tưởng. Chúng tôi đi đâu, làm gì đều có Thiên Chúa, có mẹ Maria che chở. Và cho dù có chuyện gì chăng nữa thì chúng tôi cũng coi đó là những cái thử thách mà chúng tôi phải vượt qua. Trong khoảng thời gian mà tôi vài tháng trở lại đây thôi, đặc biệt là từ khi mà xảy ra cái sự kiện Formosa, thì đây không phải lần đầu tiên mà ít nhất là đã xảy ra 3 lần chúng tôi gặp phải những chuyện này. Tuy nhiên là chúng tôi cũng chưa bao giờ công khai những chuyện đó. Vào cách đây chừng vài tháng, chúng tôi khi mà đi lễ chủ nhật nhà thờ, chúng tôi cũng có bị một nhóm người lạ mặt bám theo. Và một trong những người, một trong những tên lạ mặt đó cũng đã rượt theo chúng tôi. Và khi mà chúng tôi đang đi trên đường thì anh ta lao tới, nhưng mà rất may rằng là chưa hành xử gì thì tên này tự bị ngã. Và tôi tin chắc rằng Thiên Chúa bảo vệ chúng tôi. Và có một số những cái chuyện khác đã xảy ra, đặc biệt là trong cái thời gian mà đám tang của ba chồng tôi, khi mà ông chút hơi thở cuối cùng ở bên Malaysia và ông về nước, và ông, chúng tôi phải lo rất nhiều chuyện mới đưa được cho cốt của ba tôi về nước. Đại sứ quán Việt Cộng tại Malaysia cũng đã gây rất nhiều khó khăn cho cái việc mà em chồng tôi đưa ba tôi về. Và đến ngày hôm nay khi mà tôi về quê ở Hải Phòng để lo dỗ cho mẹ tôi thì tôi đã gặp phải những cái chuyện như này. Khi mà tôi bước vào nhà của nhà chú Nghĩa thì cũng đã một số tên mật vụ ngồi đối diện nhà chú rồi. Và tôi cũng đã đoán rằng là sẽ gặp những cái chuyện bất chắc, bởi vì là an ninh Hải Phòng, Côn Đồ Hải Phòng, mật vụ Hải Phòng thì nói chung là họ rất chuyên nghiệp, rất giỏi trong những cái chuyện đàn áp, trong những cái chuyện
mà bách hại những người bất đồng chính kiến. Và hôm nay cái sự cảm của tôi rất tiếc, lại một lần nữa chính xác. Và tôi xin nhắc lại là trước khi kết thúc cái livestream này, trong chừng khoảng 25 đến 30 phút nữa, nếu như tôi không xuất hiện trên Facebook thì có nghĩa là tôi cũng và chồng tôi sẽ xảy ra chuyện. Xin cảm ơn.